Hello, hello. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ở hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngày thứ sáu nhé, bác. Ờ, với ngày thứ sáu thì hầu như các bạn sẽ uh, có một cái gói ở uh, mua để hỗ trợ các bạn làm uh, cái nhiệm vụ quy. Theo như mình thì cái cái, cái quà của ngày thứ sáu trong vấn đề nạp nó không ngon so với quà thứ ngày thứ năm. Ngày thứ năm thì chúng ta được cái quà XT nó sẽ ngon hơn rất là nhiều còn cái quy này mình thấy không ăn thua, còn mà bạn nào mà đua tố thì các bạn có thể uh, nạp. Nhưng theo như mình khuyên thì thôi các bạn đừng có nạp vào. Đấy. Thì uh, với ngày thứ năm uh, với ngày thứ 6 thì ở uh, mình hiện tại đã có 10 nhân viên rồi các bạn nhé. Mình hiện tại đã có 10 nhân viên rồi. nghĩa là chúng ta đã có 10 cái vị trí để chúng ta lắp nhân viên, hầu như là full slot nhân viên rồi đối với cái trò chơi này thì sau này chúng ta sẽ càng ngày càng nâng nhiều sao của nhân viên ấy. sau này còn nâng lên rất nhiều kim cương hiện tại mình đang là một kim cương tím đúng không sau này các bạn còn nâng lên hơn nữa có thể là vương miện rất nhiều kim cương hầu như thì cái vẻ ra cha này chúng ta luôn luôn thiếu các bạn nhé bây giờ hiện tại có hai vấn đề mà <laughs> kể cả người nạp cũng như người mà ít nạp hay là người nông dân cải chay thì vấn đề là vàng các bạn nhé thì cũng như những cái clip trước rồi cũng như ở trong cái mục danh sách phá thương dẫn đất tật thì mình cũng đã nói về cái vấn đề vàng rồi thì cái vấn đề vàng thì nếu các bạn nào on nhiều ấy thì sẽ kiếm được nhiều vàng hơn nhưng các bạn để ý nhé thứ nhất là chúng ta ngoài việc x30 thì chúng ta kiếm được nhiều vàng hơn thứ hai nữa là cái vấn đề về đánh giá tiện này đấy các bạn xem cái điểm nhiệt tình này khi mà cái điểm nhiệt tình về con số 0 ấy thì các bạn tốt nhất các bạn nên apply like đi nha các bạn. Đấy, Thì còn một cái điểm nhiệt tình này đang còn thì hầu như là số khách mỗi giờ sẽ tăng rất là cao. Ờ, sau này mà các bạn số người hiện tại ví dụ như của mình này khi mà có điểm nhiệt khi mà có điểm nhiệt tình vào thì sẽ là 316 người trên một giờ. Đấy, tương ứng với khoảng à, khá đấy, khoảng một giây là cứ có một người đấy các bạn đấy Đây, mình xem các bạn này. Ui, các bạn thấy chưa? một ngàn ba mình tính như một ngàn tư một ngàn tư vàng mà nhân với 30 thì các bạn thấy là rất là nhiều tiền nhé bác đây mình sẽ tự tự nấu ăn cho nó luôn đấy nhân viên đặc biệt nhé bác mình tự tách tách là à, 374 ngàn nhé 374 ngàn vàng lên bao nhiêu Ui, lên 416 ngàn các bạn thấy chưa đấy đó là những cái kinh nghiệm của mình cũng như tất cả mọi người à, mình học hỏi rồi chia sẻ lại cho các bác. Nói chung là các bạn thấy hay bổ ích thì nhớ cho mình xin một like một đăng ký mình có động lực để chúng ta cùng nhau ở à, tìm hiểu cũng như rút ngắn được cái khoảng cách sai lầm. hầu như thì sai lầm thì ai cũng cũng có sai lầm thôi. Ví dụ như mình à, sai lầm trong vấn đề nạp này, mình nạp mình lỡ mình lỡ ấn nhầm vào mua kim cương đây mình mình mua cái gói kim cương này này các bạn thấy chưa đấy mình lỡ mình mua cái gói này ui mấy cái gói này các bạn chạm vào là nó thanh toán nhé các bạn cẩn thận nhé đây mình sẽ hủy thanh toán đi sợ lắm mình vẫn không thích cái kiểu như thế này thứ nhất là nó phải cho chúng ta sáng nhận lại một lần nữa vì thế trong quá trình chúng ta mua đấy ở cái trò chơi này chúng ta lưu ý nhé đấy có những cái vấn đề không cho chúng ta xác nhận mình thì cũng đang là thọt thọt về vấn đề nhân viên một chút thì sắp tới mình đang là nạp một chút để kiếm kiếm thêm xu để quay quay gacha các bạn đây hoặc là trước đó những ngày trước ấy mình không biết có những cái gói gacha mình bỏ lỡ từ ngày 1, ngày 2, ngày 3 ấy, các bạn để ý vào một phút đời 7 ngày nếu các bạn nào có nhu cầu nạp nhé còn chúng ta nông dân cày chay thì cứ bình tĩnh thôi Rồi thì cái gì cũng sẽ đủ hết ở hôm nay thì mình đang thử nói chung là bây giờ hiện tại với cái nick của mình một ngày có thể kiếm được khoảng một triệu vàng các bạn nhé nếu mà chúng ta không nâng chúng ta không nâng uh, nhân viên này đấy nâng nhân viên rất là tốn nhé các bạn đời này nâng nhân viên cũng như nâng trang bị cực kỳ tốn luôn tốn dã man các bạn đây nâng nhân viên này mỗi lần nâng 10 level là mất 156 vàng luôn. Đấy, một level là 15 ngàn. Bây giờ mình cũng đang đau đầu bởi vì mỗi lần nâng một nhân viên, nâng mỗi lần chúng ta nâng một nhân viên ấy, thì cho chúng ta cái điểm kỹ năng nó rất là thấp. Đấy, mà không ăn thua so với quá trình mà chúng ta kiếm được vàng. Thay vì thế thì thôi thì mình sẽ gắng mở đồ để <laughs> À, nhiều bạn bảo mình là tại sao mình lại không 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 nâng cái gì nhỉ nâng cái thực đơn cái thực đơn này thì nó có hai kiểu hình nhá thứ nhất là có những cái rất là ngon này thì không cho chúng ta nâng đấy cái này thì thường là x 30 sẽ ra nó rất là dễ nhưng những cái mà độc lẻ này mấy cái rẻ tiền này thì nó sẽ mang tính chất là treo máy Ví dụ như các bạn treo máy hoặc apply thì những cái đồng nhỏ này sẽ cho các bạn những đồng vàng nhỏ này, những cái uh, thực đơn mà có số tiền vàng nhỏ như thế này sẽ cho chúng ta một lượng vàng khá là ổn định nếu mà các bạn treo máy nhé. Đấy, còn mình thì khi treo, mình đa số là tận dụng cái x30 này thôi nhé các bạn. Đây, x15 thử nào, xem. Thường thì chúng ta sẽ x một lần thôi nhé, đừng có x hai lần thứ nhất là để cho nó tối ưu được cái cái dòng dòng vàng nó về các bạn dòng tiền nó về cái này mà đổi thành cái hình tiền nó sẽ thích hơn các bạn nó giống kiểu tiền đô ấy Đấy, trả bằng tiền nó sẽ hay hơn là trả bằng vàng không thực tế nhỉ các bạn thật nhà phát hành nó thế nào nhiệm vụ thì hiện tại mình cũng đã làm hết rồi ui mình lại bỏ lỡ này nói chung là chúng ta hay bỏ lỡ cái này nữa mình uh, chốn ngày lấy kim cương để hoàn lại uh, khi mà chúng ta lên level thì hầu như là khi mà các bạn lên level 50 thì các bạn bỏ qua được khá là nhiều hoạt động và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho chúng ta nhé nhé đây hồi thất bại hầu như mình đã đi mắc rồi Ờ uh, hình như là từ từ ui mình chưa check rồi các bạn ạ uh, nó ăn cái gì đấy? thôi không sao kệ mình quên check là xem x mười lăm ra như thế nào các bạn có thể tự check được đấy à, báo vượt quy trên nhanh à, đợt này thì đang có cái sự kiện vui các bạn nhé đang có cái sự kiện vui các bạn có thể để ý một chút đây mình sẽ check cho các bạn vui thế giới này đó là cái sự kiện quảng cáo quy thì quà thì cũng khá là ngon quà sẽ chia thứ nhất là quy của mình hơi quỷ thế ở hạng 86 mọi người chơi đông lắm các bạn đông cực kỳ luôn ở bình mình thì đang ở đứng ở thứ hai trong quy thôi hiện tại thì sắp tới thì sẽ có những event mới mình đang trong quá trình tích kim cương nên hiện tại này mình xả hầu như là cái móc cuối cùng này mình cái móc cuối cùng của tiêu kim cương để lấy bồi dưỡng ấy thì mình đang dừng ở 600 nhé thì mình đang dừng ở cái mốc cuối cùng chặt thì uh, khi mà chúng ta đã lên được tầm 10 nhân viên ấy chúng ta sẽ đỡ áp lực hơn các bạn nhé đây ngày hôm nay hình như là mình cũng chưa mua nếu mà giảm giá như thế này các bạn có thể mua nhé này mua để bay lên cho nó khỏe cũng như các bạn nạp cái gói hai nghìn người kia các bạn ấy đấy cái này cũng các bạn đáng mua này, ừ. cái này thì thôi, à, thì sau này thì mình sẽ link clip tổng hợp cho các bạn những uh, chi tiết nhất về phần nhân viên nhé, chúng ta sẽ nên tập trung tài nguyên mua mảnh của nhân viên nào, không mua mảnh của nhân viên nào nhé. đây nói chung là khi mà mình uh, mở rộng hiện tại thì mình uh, Ừ, sẽ không sử dụng bây giờ mà khi mà chúng ta mở rộng được lấy được cái hiệu quả 10 nhân viên đó ấy thì các bạn có thể từ từ chúng ta mở rộng cửa tiệm cũng được nói chung là bây giờ mỗi lần mình mở rộng cửa tiệm thì có thể là thêm số lượng bàn ghế này quầy bar gì đó chẳng hạn nhưng ừ, mà cũng khá là tiêu tốn khá là nhiều tài nguyên thôi chúng ta tích dần dần ừ, mình sẽ vào mua ít cái đồ cửa hàng nội thất bởi vì mình cần mở cái cửa hàng nội thất này các bạn ạ Đấy, mình sẽ mua mắc luôn. Ủa, không ấn nước tối đa. Ok, ở mình còn một cái nữa. Đây, các bạn ấn vào cái xanh này thì sẽ cho các bạn uh, click mua tối đa khá là tiện nha mắt. thấy chưa? Đấy, khi mà chúng ta lên level càng cao hoặc chúng ta chăm chỉ, hầu như thì các bạn khoảng 2 tiếng các bạn vào một lần. Đấy, 2 tiếng một lần rồi các bạn treo máy 30 phút. Rồi lại 2 tiếng vào một lần thì hầu như nó sẽ tối ưu cho bạn lượng tài nguyên rất là tốt ok nhé mình đã uh, mua khá là đầy đủ khá là đầy đủ gói nội thất này rồi mình mua tiếp bên này nữa ui chả thế uh, đi một quả 100 k và 17 k này ơi chứ chúng ta mua để kích có đủ không 51 k mong rằng đủ 24k Ok, vậy là mình đã đủ rồi Đủ hai set rồi nhé Mình thử xem là Mình đã mở được chưa Tăng x Đây các bạn thì chưa Nói chung là mua Mua đồ đề co thì nó cũng có lợi nhé các bạn Không phải là không có hại nhé à, Không phải là nó có hại nhé Đấy, nó tùy vào tượng là túi tiền của chúng ta. <laughs> các bạn thấy chưa khi mà mắc này vậy là chúng ta cần phải mở thêm bàn nữa, các bạn khá là buồn đấy phải lên cấp nữa lên cấp được thêm bàn xem hiệu quả ok quyền mình nhấn đấy mình sẽ kích hoạt này cái này thì có lẽ là có thể mắc luôn thì các bạn thấy chưa Ờ, khi mà đạt 10 huy chương thì chúng ta sẽ tăng kỹ năng tất cả nhân viên đến cộng 50 ngon nha, các bạn. bởi vì mình hiện tại đang có mình hiện tại đang có 10 nhân viên thì chả khác gì là mỗi nhân viên nhận được cộng 50 hàng không cũng không có bác đấy các bạn thấy chưa? rất là ngon ờ, cái nội thất này thì hầu như mình đang thiếu đấy cái này là 12, 12. Ui, cái này nó quá cơ bản đấy các bạn ạ. Vậy thì có lẽ chúng ta phải làm cái này các bạn ạ. Đâu rồi mình check lại này. Báo vật này. Nói chung là cái trò chơi này nó có nhiều kiểu hình lắm các bạn nhé. Bảo vật. <laughs> quản lý này siêu tầm đôi lúc, lúc mình hướng dẫn cho các bạn xong mình cũng quyên luôn các bạn thật thôi bỏ đi các bạn để mình xem xem lại ở à, đây rồi kiệt tá cổ điện này đúng không ở ờ, đây rồi cái tá cổ điện này, gom hàng này phải mở các bạn vậy là mình mới mở được một thôi chắc chắn mình phải mở thêm một cái nữa và một cái nữa thì chắc cũng phải tốn mấy triệu để mất hai ngày tới các bạn ấy. thì mình mới mở được một cái tiệm nữa mình chắc có lẽ là mình mở cái nào cho nó rẻ tiền đơn giản nội thất này thì cần phải lên level nhưng mà chắc là mở hiện đại thế giới kim loại không bạn hơi coi hơi chát đấy chắc là mình mở hiện đại thế giới kim loại nói chung là trước sau gì chúng ta cũng phải mở hết thôi đấy thôi cứ từ từ <laughs> mắc này mắc là 170 trăm bảy mươi nói chung là cũng gần một triệu đấy các bạn gần triệu hoặc là 800 gì đó thôi chắc có lẽ là ngày mai mình có thể mua đủ để các bạn nếu mà ngày mai chăm chỉ một tí ngày hôm nay chưa đủ trăm <laughs> ok một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem và ủng hộ kênh của mình một lần xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé các bạn có thể mua ủng hộ thẻ dinh mình bằng uh, liên việc các bạn liên hệ facebook phần mô tả nhé xin chào và hẹn gặp lại